Nếu anh em đang cần tìm mua một ác FIFA Online 4, đừng quên ghé thăm địa chỉ muanickevo4.com, uy tín, giá rẻ và rất tiện lợi. Đừng quên thử vận may với kèo 100k, có cơ hội sở hữu đội hình cực khủng. Xin chào các bạn đã đến với Evo4 Wiki. Mình là Nam Dương. Đây là loạt series review các thẻ cầu thủ mùa Icon. Hôm nay sẽ là bài review của mình về Paulo Fouché. Được mệnh danh là Brazil của châu Âu, bóng đá Bồ Đào Nha luôn sản sinh ra những cầu thủ tấn công tài hoa nơi hành lang cánh. Paulo Fouché là một trong số đó. Nổi danh từ khi mới chỉ 17 tuổi, Fouché cùng Sporting Lisbon đánh bại Bayern Munich để giành cúp vô địch châu Âu. Với kỹ thuật siêu hạng cùng tốc độ đáng nể, Fouché làm khổ hàng phòng ngự đối phương bằng những pha dê dắt lắt léo ở hành lang cánh, cùng những cú tạt bóng đầy ảo diệu. Đôi chân như biết làm xiếc về trái bóng của Fouché ngày ấy, làm si mê biết bao con tim yêu bóng đá đẹp trên toàn thế giới. Ông chính là hình mẫu tiên phong cho những siêu cầu thủ chạy cánh nổi tiếng sau này của bóng đá Bồ Đào Nha là Luis Figo, Cristiano Ronaldo, đôi khi suýt chút nữa là Nani. Giống như với Messi bây giờ, chỉ có phạm lỗi mới có thể ngăn cản được Fouché. Tuy nhiên, chữ tài đi liền với chữ tai một vần. Những tưởng việc chuyển sang Atlético Madrid sẽ là bước tiến tiếp theo trong sự nghiệp đầy sáng lạn của Paulo Fouché, thì đôi chân tài hoa ấy lại bị đánh gục bởi những chấn thương. Cuộc đời cầu thủ hào hao của Fouché cùng với những pha đá bóng nhanh kinh hoàng và sở thích vượt qua 3-4 cầu thủ cùng một lúc mỗi khi cầm bóng đã khiến anh bị tất cả các cầu thủ phòng ngự của La Liga thời kỳ đó căm ghét. Cầu thủ sinh năm 1966 liên tục phải vật lộn với chiếc đầu gối sưng tấy từ khi đến Atlético Madrid ở tuổi 21. 5 năm sau, khi mới chỉ 26 tuổi, và lần đầu tiên nhận danh hiệu cá nhân cao quý của bóng bạc châu Âu thì vẫn là những chấn thương đầu gối khiến anh rơi thẳng xuống vực sâu. Những bước chạy thong dong đáng ra chỉ có thể giúp anh hơi nóng người trước đây, giờ bỗng nhiên trở thành cơn ác mộng đau đớn bất tận. Paulo Fouché không thể chơi bóng ở Atlético được nữa. Thế nhưng, mặc tình yêu bóng đá bất diệt, Fouché rời bỏ Atlético để đến với những đội bóng ít danh tiếng hơn như Benfica, Marseille để tiếp tục được chơi bóng, cũng như để tiếp tục hy vọng rằng một ngày nào đó, cái đầu gối đã vụn vỡ vì lối đá bạo lực của các hậu vệ sẽ sớm lành trở lại. Nhưng rồi cũng giống như Van Basten, Batistuta, những người đã phải chấm dứt sớm tất cả mọi thứ liên quan đến bóng đá nếu không muốn sống hết cuộc đời với chiếc xe lăn và đôi chân bị cắt cụt, Fouché buộc lòng phải giã từ sự nghiệp bóng đá ở tuổi 32. Dẫu cho sự nghiệp lụi tàn từ sớm, để lại vô vàn tiếc nuối cho người hâm mộ, Paulo Fouché vẫn xứng đáng là một trong những tượng đài của bóng đá Bồ Đào Nha, người đương thời thậm chí còn so sánh ông với cả Maradona bởi khả năng đi bóng siêu hạng của mình. Xuất hiện trong lứa thẻ Icon tháng 12 vừa qua, Paulo Fouché là một trong những con hàng được đánh giá ngay là phôi khi sở hữu thể hình thể chất có phần yếu đuối và dàn chỉ số ẩn không mấy ấn tượng. Tạm gác lại những phỏng đoán đó, chúng ta còn lại gì cho một Icon được mệnh danh là nghệ sĩ sân cỏ của Bồ Đào Nha? Cùng xem in-game MO4, Paulo Fouché thể hiện như thế nào nhé! Ấn tượng tốt đầu tiên của mình về Fouché đó chính là khả năng bứt tốc ấn tượng của ông. Đúng chất của mẫu tiền đạo cánh điển hình, Fouché rất nhanh trong các tình huống thoát xuống bên cánh, đón chọc khe từ đồng đội. Việc ông bỏ lại hậu vệ đối phương trong các cuộc đua tốc độ là điều thường thấy. Điểm mạnh tiếp theo mà mình nghĩ là tốt nhất ở Paulo Fouché đó chính là kỹ năng dê dắt. Paulo Fouché đi bóng cực kỳ dính chân và thực hiện các tình huống EC phải nói là rất mượt và uyển chuyển, y chang như cảm giác khi cầm Lionel Messi vậy. Nếu bạn đã quen với kiểu đi bóng này thì việc vặn sườn hậu vệ đối phương khi cầm mẫu cầu thủ có trọng tâm thấp như Fouché sẽ dễ dàng hơn bao giờ hết. Cùng với năm sao kỹ thuật cá nhân, ông có thể quẩy đủ các thể loại skill mà bạn muốn. Cùng với khả năng dê dắt đi bóng được đánh giá khá cao, đó là hai chân đều 5 năm của Paulo Fouché. Với một cầu thủ tấn công, thì việc có thể sử dụng tốt cả hai chân sẽ tạo ra nhiều phương án triển khai tấn công, cũng như các tình huống kết thúc sẽ khó bị bắt bài hơn. Fouché chuyền bóng rất ổn định và khả năng tạt bóng của ông cũng nằm ở mức tốt. Các bạn có thể linh hoạt đảo vị trí cho Fouché ở hai bên hành lang cánh bởi điểm cơ động này. Việc dứt điểm của Fouché cũng rất tốt bằng cả chân trái lẫn chân phải. Đặc biệt là các tình huống bó vào trong nhờ sự vượt trội về tốc độ rồi kết thúc ở những góc tương đối hẹp. Lực bóng từ chân của Fouché là không quá mạnh,
nhưng dường như đường bóng lại đi tương đối khó chịu, cơ hội cho thủ môn đối phương cản phá là không nhiều. Những pha sút xa đê thường và ZD của ông mình cũng đánh giá ở mức tốt với cự ly sát khu vực vòng cấm. Nhìn chung thì Fouché khá đều trong bộ kỹ năng chuyền bóng lẫn dứt điểm. Khả năng di chuyển linh hoạt, thông minh, có thể thích ứng được với khá nhiều sơ đồ cũng là điều mà mình khá hài lòng ở Fouché. Với xu hướng 3-1 ghi trên thẻ, có thể thấy rằng ông rất hiếm khi lui về quá nửa sân, mà thay vào đó là luôn mắc màn ở phía trên phần sân của đối thủ. Thể lực của Fouché cũng không cao, sẽ không đáp ứng được nhu cầu pressing của một số người chơi, nhưng hoàn toàn có thể chơi ổn đến hết trận. Lối di chuyển của ông thường chạy quét sâu bên hành lang cánh của đối thủ, mà đôi khi cũng bó vào trung lộ rồi bất ngờ thoát xuống với một đường chọc khe bổng từ đồng đội. Về cơ bản là khả năng di chuyển tách người hiệu quả của Fouché sẽ giúp người chơi dễ dàng thực hiện các miếng đánh đập nhà quen thuộc để tiếp cận khung thành của đối phương. Hai điểm trừ lớn nhất khiến Fouché khó lòng có chỗ đứng trong game ở thời điểm hiện tại có lẽ nằm ở mặt thể hình thể chất lẫn mức lương 24. Fouché tương đối yếu, nếu bị hậu vệ đối phương tì đè, tông húc vào thì ông ít có cơ hội để tiếp tục đẩy bóng và rất dễ nằm sân nếu đó là những trung vệ hộ pháp của đối thủ. Và việc sở hữu chiều cao 1m74 đi kèm với sức mạnh trên, các bạn chắc hẳn cũng chẳng muốn đem ông ra so vai trong các tình huống không chiến đâu. Với mức lương cao lên đến 24 của Fouché, mặc định người chơi leo danh sẽ không dùng ông mà tìm đến những con hàng có độ hiệu quả hơn trong việc tranh chấp tì đè với hậu vệ đối phương, trong khi vẫn đảm bảo tốt về mặt trận tấn công. Xét tổng quan thì Paulo Fouché Icon là tiền đạo cánh rất toàn diện và linh hoạt trong tấn công khi có thể phù hợp với nhiều lối đá và các sơ đồ khác nhau. Tuy nhiên lại không có kỹ năng nào thực sự quá nổi bật để có thể gánh team với mức lương lên đến 24 mà người chơi sẽ phải bỏ ra để đưa ông về đội. Cùng với đó là cái giá để sở hữu Icon này là không hề dễ chịu một chút nào. Có lẽ xét về giá trị in-game thì Fouché ở thời điểm hiện tại sẽ đá tốt nhất ở vị trí phôi cho những người chơi ưa thích đập thẻ. Nhưng về mặt trải nghiệm game, các bạn hoàn toàn có thể sắm Paulo Fouché nếu là fan của tuyển Bồ Đào Nha và dư giả về mặt tài chính. Vừa rồi là 3 review của mình về Paulo Fouché một thẻ Icon. Nếu thấy hay thì hãy like và share. Và nhớ đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn xem Apple 4 Iki nhé. Cảm ơn các bạn.